Xin kính chào các anh chị. Sau đây em sẽ hướng dẫn các anh chị thực hiện nghiệp vụ tạm ứng cho nhân viên thông qua chuyển khoản ngân hàng trên Amis kế toán. Anh chị theo dõi ví dụ sau đây. Ngày 14 tháng 4 năm 2022, nhân viên Phan Anh Tú đề nghị tạm ứng tiền đi công tác, số tiền 3 triệu 500 nghìn đồng. Cùng ngày, kế toán làm thủ tục chuyển tiền từ ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu vào tài khoản của nhân viên. Với nghiệp vụ trên, anh chị thực hiện trên phần mềm như sau đầu tiên anh chị vào phần hệ tiền gửi tap thu chi tiền chọn chức năng thêm chi tiền anh chị chọn nội dung thanh toán là tạm ứng cho nhân viên để phần mềm tự động định khoản nghiệp vụ giúp anh chị đồng thời anh chị lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với nghiệp vụ thực tế phát sinh ở đây em lựa chọn là ủy nhiệm chi sau đó anh chị khai báo các thông tin chung của chứng từ chi tiền gửi ngân hàng bao gồm tài khoản chi Tại đây, anh chị có thể chọn nhân viên trên danh sách hoặc nhập từ khóa để tìm kiếm nhanh nhân viên. Phần mềm sẽ tự động lấy lên thông tin về tài khoản nhận nếu anh chị đã khai báo thông tin tài khoản nhận này tại danh mục nhân viên. Tiếp theo, anh chị khai báo các thông tin chung khác của chứng từ và nhập ngày hạch toán là ngày anh chị nhập chứng từ vào phần mềm. Anh chị lựa chọn loại tiền hạch toán. Nhập số tiền tạm ứng tại cột số tiền. Cuối cùng, anh chị nhấn cất. Sau khi lập xong chứng từ chi tiền gửi, anh chị có thể in được các mẫu chứng từ như chứng từ thanh toán, ủy nhiệm chi theo đúng mẫu của ngân hàng để chuyển cho các bộ phận liên quan ký duyệt và mang ra ngân hàng để làm căn cứ chuyển tiền. Đồng thời, chương trình sẽ tự động ghi thông tin vào sổ kế toán tiền gửi ngân hàng. Như vậy là em đã hướng dẫn anh chị xong nghiệp vụ, tạm ứng cho nhân viên thông qua chuyển khoản ngân hàng. Cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi. Xin chào và kính chúc anh chị thực hiện thành công!